ngày 29 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất quân cho 19 tình nguyện viên tôn giáo tham gia phòng chống dịch tại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16. Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tình nguyện viên tôn giáo thời gian qua đã đồng hành cùng ngành y tế trong môi trường khắc nghiệt để hỗ trợ công tác điều trị, làm giảm tỷ lệ tử vong và tăng số lượng bệnh nhân được xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 chia sẻ thêm, các thầy, các sư là những người rất tâm lý, hỗ trợ chăm sóc, chia sẻ và trấn an người bệnh trong lúc họ hoảng loạn. Dù tham gia vào những bộ phận rất đơn giản như kiểm soát nhiễm khuẩn, quét dọn, làm sạch cảnh quan, nhưng đó lại là một công việc hỗ trợ rất lớn vì đội ngũ y bác sĩ không thể đảm nhiệm thêm được công việc này. Các nữ tu tham gia hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu với tâm trạng rất háo hức, mong được dấn thân, chia sẻ công sức của mình để giúp cho những người kém may mắn hơn. Dẫu biết đi sẽ gặp khó khăn và có thể sẽ bị lây nhiễm, nhưng đối với các nữ tu, quan trọng hơn hết là con người sống với nhau bằng tình yêu thương, không dừng lại ở nỗi sợ hãi và chỉ sống cho mình. Do đó, từ ngày 22 tháng 7 tới nay, đã có 605 các tình nguyện viên tôn giáo tham gia phục vụ tại các bệnh viện điều trị COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.